Sava Beko đang và sẽ là một trong những nhà cung cấp bia chất lượng uy tín hàng đầu tại Việt Nam, góp phần từng bước nâng tầm giá trị bia Việt trên thị trường quốc tế. Sava Beko, chất lượng tạo nên thương hiệu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hậu Giang công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. Gia quân giải tỏa chợ tự phát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư gần 1 tỷ USD vào tỉnh Bắc Ninh. Hà Nội, quận Hoàng Mai chỉ đạo khẩn sau phản ánh của môi trường và đô thị Việt Nam. Thái Nguyên tìm nhà đầu tư xây dựng cụm công nghiệp cây bồng. Hà Tĩnh có thêm dự án khu đô thị mới quy mô 525.893 m2. Hà Nam có thêm khu công nghiệp hơn 2.600 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 12, tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với chủ đề Đổi mới đột phá quyết tâm khát vọng. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang trao quyết định cho thuê đất, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 12 nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, có các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, đô thị hiện đại, các giá trị văn hóa lịch sử được bảo tồn và phát huy, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Tâm nhìn đến năm 2050, Hậu Giang là tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng đồng bằng sông cửu long, các lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Ngày 11 tháng 12, ủy ban dân thị trấn Pơng Đờ huyện Krông Búc, Đắk Lắk có văn bản số 90 KH UBND chỉ đạo giải tỏa các điểm kinh doanh không đúng quy định. Theo phản ánh của người dân, tình trạng trội tự phát cách tủ điểm kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, quốc lộ 14, TL8, NG8 và các trục đường trên thị trấn Păng Đờ Rang còn diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông gây ô nhiễm môi trường, khu dân cư gây bức xúc cho người dân. Để công tác giải tỏa, xử lý chợ tự phát và các điểm kinh doanh không đúng quy hoạch quy định được hiệu quả, ngày 12 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Búc đã có văn bản số 1640 về việc cử lực lượng phương tiện hỗ trợ Ủy ban Nhân dân thị trấn Pơng Đờ Rang thực hiện công tác kiểm tra, giải tỏa xử lý các vi phạm và văn bản số 1641 đề nghị hỗ trợ lực lượng tham gia công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ. Sau khi được tuyên truyền vận động, nhiều hộ tiểu thương kinh doanh đã chủ động tuân thủ chấp hành quy định Đối với những trường hợp vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ các phần mái che tạm, mái tôn của các hộ kinh doanh buôn bán và thu giữ. Những vật dụng thu giữ được đưa về trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Pơng Đờ để tiến hành các bước xử lý theo quy định. Hiện nay, thị trấn Pơng Đờ vẫn đang cắt cử lực lượng túc trực xử lý các trường hợp tái chiếm lòng lề đường để buôn bán kinh doanh trên địa bàn thị trấn, yêu cầu người dân các tiểu thương chuyển đến chợ Pơng Đờ mới tại tổ dân phố 11 để kinh doanh. Thời gian thực hiện giải tỏa từ ngày 13 tháng 12 cho đến khi nào thực hiện xong? Vậy biết bao giờ thì xong? Thưa quý vị, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa có buổi làm việc với đoàn đại biểu của Hiệp hội doanh nghiệp Huawei Trung Quốc để thực hiện khảo sát về môi trường đầu tư và kinh doanh tại địa phương. Buổi làm việc giữa Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và đoàn đại biểu của Hiệp hội doanh nghiệp Huawei đã tập trung trao đổi về môi trường đầu tư chính sách ưu đãi, tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong những năm sắp tới. Cuộc thảo luận cũng liên quan đến nhu cầu đầu tư một số lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh có tổng cộng 16 khu công nghiệp tập trung với 24 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, chiếm diện tích gần 6.400 hectare với tỷ lệ lấp đầy khoảng 58,6%. Trên toàn tỉnh, có hơn 400 dự án đầu tư từ Trung Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến hơn 900 triệu USD. Trong đó tại các khu công nghiệp tập trung có gần 170 dự án từ Trung Quốc với tổng vốn đầu tư đạt hơn 700 triệu USD. Trước đó vào tháng 10 năm 2023, một số doanh nghiệp thuộc hiệp hội doanh nghiệp Hehe Huy cũng đã đến khảo sát môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh sau phản ánh của môi trường và đô thị Việt Nam, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và xử lý phương tiện ra vào đậu đỗ cản trở giao thông, an ninh trật tự tại viện mắt Hồng Sơn. Theo đó, ngày 4 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai có văn bản số 3236 UBND QLDT gửi Công an quận Hoàng Mai và Ủy ban nhân dân phường Giáp Bát về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh Nội dung văn bản thể hiện, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai nhận được văn bản số 643 ngày 3 tháng 11 năm 2023 của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc khái quát thông tin báo chí phản ánh các vấn đề vụ việc bức xúc liên quan đến Hà Nội. Theo đó, ngày 1 tháng 11 năm 2023, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có bài phản ánh cần kiểm tra nguy cơ cháy nổ tại Bệnh viện Mắt Hồng Sơn tại địa chỉ 709 đường Giải Phóng. Về việc này, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, giao Công an quận Hoàng Mai chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Giáp Bát và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, xử lý phương tiện ra vào đậu đỗ cản trở giao thông, an ninh trật tự tại cơ sở bệnh viện mắt Hồng Sơn, địa chỉ 709 đường Giải Phóng phường Giáp Bát. Trước đó, môi trường và đô thị Việt Nam đã đăng tải bài viết: Hà Nội cần kiểm tra nguy cơ cháy nổ tại bệnh viện mắt Hồng Sơn. Nội dung bài viết phản ánh kiến nghị của người dân phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai về công trình bệnh viện mắt Hồng Sơn có địa chỉ tại 709 đường Giải Phóng, có dấu hiệu xây dựng sai phép, gây ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị, tiêm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Võ Nha Thái Nguyên đang mời gọi các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã có nhu cầu làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp cây bồng tại xã La Hiên. Cụm công nghiệp cây bỏng xã La Hiên nằm trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050, theo quyết định số 222 quy TTG ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, theo quyết định số 1313 quy UBNG, ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Cụm công nghiệp cây bỏng có vị trí địa lý phía bắc giáp đường quốc lộ 1B, Thái Nguyên Lạng Sơn, phía nam giáp xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, phía đông giáp suối ngầm và đồi cao, phía tây giáp khu dân cư và đường liên xã đi xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Về quy mô, diện tích quy hoạch cụm công nghiệp có diện tích 30 ha, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 từ năm 2018 đến năm 2020 là 15,197 ha. Ủy ban dân tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân giai đoạn 2. Dự án có quy mô diện tích 525.893 m2, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 560 tỷ đồng. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 560 tỷ đồng và được thực hiện tại xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. Dự án khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, giai đoạn 2, có quy mô diện tích là 525.893m2, theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trong đó, đất ở là 143.564m2, đất hỗn hợp là 18.648m2, đất cây xanh mặt nước là 166.845m2, đất hạ tầng kỹ thuật là 18.813m2, đất giao thông là 178.023m2. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân giai đoạn 2 với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch được duyệt, bán cho thuê nhà ở thương mại và kinh doanh các dịch vụ phục vụ hoạt động vận hành của khu đô thị. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 1620QDTTG ngày 15 tháng 12 năm 2023 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp kim bảng 1 với vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng phát triển khu công nghiệp kim bảng Khu công nghiệp Kim Bảng 1 có tổng diện tích 230 ha, nằm trên địa bàn các xã Lê Hồ, Đại Cương và Đồng Hóa, huyện Kim Bảng. Trong 230 ha diện tích dự án bao gồm phần diện tích đất hành lang an toàn lưới điện cao thế 500 kV và các tuyến kênh tưới mới theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Kim Bảng 1 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy định của pháp luật về điện lực, pháp luật về thủy lợi. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.653,3 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 400 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Các bạn vừa theo dõi bản tin của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và phản ánh, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn tầng 17 khu văn phòng tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội quý vị cũng có thể liên hệ qua hotline 0912 345 014 0961 713 713 hoặc hòm thư email media môi trường đô thị a gmail.com. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.